Bão Gromri tăng cấp chóng mặt, Đài Loan và Biển Đông nguy cơ hứng cuồng phong. Theo bản tin sáng 29 tháng 10 của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, bão Gromri mà nước này gọi là Lion đã đạt cấp độ bão nhiệt đới nghiêm trọng theo phân loại của Pagasa. Sức gió gần tâm bão lên tới 110 km/h, tương đương cấp 11 theo thang sức gió Beaufort, Việt Nam sử dụng. Tốc độ gió giật lên tới 135 km/h, cấp 13. Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, bão Gromri đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên vùng biển phía đông Philippines với tốc độ chậm chỉ 10 km/h, nhưng mạnh lên nhanh chóng. Dự kiến đến chiều 29 tháng 10, Gromri sẽ đạt cấp độ bão theo phân loại của Pagasa, cấp 12 đến cấp 15 và có thể thành siêu bão từ cấp 16 trở lên trong giai đoạn áp sát tỉnh Batanes. Ngày 30 tháng 10, Pagasa cảnh báo Gromri sẽ ảnh hưởng đến Batanes cũng như nhiều khu vực phía bắc đảo chính Luzon, bao gồm cả vùng đô thị Manila từ ngày 29 đến 31 tháng 10. Các khu vực này sẽ hứng chịu lượng mưa lớn và gió mạnh đến rất mạnh, có thể giật đến cấp bão ở các khu vực ven biển và vùng núi tiếp xúc với gió, đặc biệt là phía cực bắc Luzon. Di chuyển trên biển hiện nguy hiểm với mọi loại hoặc trọng tải tàu, tất cả các thủy thủ phải ở lại cảng hoặc nếu đang trên đường, hãy tìm nơi trú ẩn hoặc bến cảng an toàn càng sớm càng tốt cho đến khi gió và sóng dịu đi, Pagasa khuyến cáo. Bờ biển đông bắc tỉnh Cagayan được dự báo có sóng cao tới 8m, trong khi sóng ở bờ biển Batanes có thể lên đến 7m và bờ biển Isabela phải hứng chịu sóng tới 6m trong 24 giờ tiếp theo đó. Một số khu vực ven biển khác ở Luzon cũng có sóng cao từ 3 đến 5m. Bão Gromri dự kiến giữ hướng di chuyển Tây Tây Bắc trong ngày 29 tháng 10, sau đó chuyển sang hướng Tây Bắc vào ngày 30 tháng 10 cho đến khi đổ bộ vào bờ biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Trước đó, Pagasa dự báo bão này đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc vào rạng sáng ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên, trong bản tin mới nhất, họ cho rằng thời điểm đổ bộ sẽ là từ chiều đến tối 31 tháng 10. Sau khi đi qua đảo Đài Loan, Trung Quốc, Gromri dự kiến chuyển hướng về phía bắc đến đông bắc và tiến vào biển Hoa Đông. Tuy vậy, Pagasa không loại trừ khả năng bão này đổ bộ hoặc tiếp cận rất gần đất liền tỉnh đảo Batanes. Biến đổi khí hậu và mối liên quan với các siêu bão. Sự ấm lên của đại dương do biến đổi khí hậu đang góp phần khiến các cơn bão mạnh lên nhanh hơn, hình thành những siêu bão có sức tàn phá lớn, ghi nhận từ nguồn tin từ VTV Online. Theo các nhà khoa học, Yagi vốn là một cơn bão nhiệt đới với sức gió tối đa 90 km/h, nhưng đã nhanh chóng mạnh lên với sức gió lên tới gần 240 km/h. Tương đương với bão cấp 4 ở Đại Tây Dương, nhờ điều kiện thuận lợi là nước biển ấm. Phân tích đường đi của bão, các nhà khoa học phát hiện nhiệt độ nước biển quanh Philippines trung bình trên 31 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ nước biển từ 29 độ C trở lên có thể cung cấp đủ năng lượng để cơn bão đạt đến sức mạnh tối đa. Yếu tố khác như độ ẩm dồi dào trong khí quyển cũng quan trọng để cơn bão phát triển. Biến đổi khí hậu đang làm các cơn bão mang nhiều hơi nước hơn, nhiều gió hơn và dữ dội hơn. Ngoài ra, cũng có bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu khiến bão di chuyển chậm hơn. Theo đó, bão có thể trút nhiều nước hơn vào một chỗ. Biến đổi khí hậu cũng có thể làm tăng lượng mưa do cơn bão mang lại. Thế giới đã ấm lên 1,1 độ C so với mức nhiệt độ trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà khoa học tại Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA dự đoán, khi nhiệt độ tăng thêm 2 độ C, tốc độ gió của bão có thể tăng đến 10%. NOAA cũng dự báo tỷ lệ bão đạt đến mức dữ dội nhất có thể tăng khoảng 10% trong thế kỷ này. Tờ Japan Times dẫn một phân tích nhanh của Đại học Hoàng gia London cho thấy khả năng tàn phá của bão San San đổ bộ vào Nhật Bản hồi cuối tháng 8 vừa qua cao hơn 26% là do biến đổi khí hậu. Không thể phủ nhận sự nóng lên toàn cầu đã làm tăng nhiệt độ trên bề mặt đại dương và trong biển. Kosuke Ito, phó giáo sư và chuyên gia về thời tiết khắc nghiệt tại Đại học Kyoto và Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản cho biết, bão lấy năng lượng từ hơi nước bốc lên từ đại dương ấm. Vì vậy, nhiệt độ bề mặt đại dương càng cao, bão càng mạnh. Ông cho biết, so với những năm 1980, nhiệt độ bề mặt đại dương đã tăng 1 độ C. Lưu ý rằng, 1 độ C ấm lên sẽ dẫn đến sự gia tăng 7% về thể tích hơi nước, cũng như làm giảm áp suất trung tâm của cơn bão khoảng 10 hectopascal. Áp suất trung tâm càng thấp, cơn bão càng trở nên dữ dội hơn. Kosuke Ito cho biết, dữ liệu đáng tin cậy trong 40 năm qua không cho thấy bản thân các cơn bão đã trở nên mạnh hơn, bão giải phóng nhiều mưa hơn, ông nói thêm. Còn theo Euronews, với việc một số cơn bão nhiệt đới cực mạnh xuất hiện trong thập kỷ qua, cùng viễn cảnh sẽ còn nhiều siêu bão hơn nữa, các chuyên gia đề xuất một loại bão mới, bão cấp 6, dành cho những cơn bão có sức gió vượt quá 309 km/h.
thang đo Saffir-Simpson 5 cấp truyền thống được phát triển cách đây hơn 50 năm có thể không còn phản ánh hết sức tàn phá thực sự của những cơn bão mạnh nhất. Biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động sâu sắc và không thể phủ nhận lên các hiện tượng thời tiết, đặc biệt là việc làm gia tăng cường độ và sức tàn phá của các cơn bão. Michael Weiner, một nhà khoa học khí hậu tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, California, Mỹ, đã nhấn mạnh rằng, trong khi biến đổi khí hậu có thể không trực tiếp tạo ra thêm nhiều cơn bão, nhưng nó có mối liên hệ chặt chẽ với việc các cơn bão hiện có trở nên ngày càng dữ dội và nguy hiểm hơn. Những cơn bão này với sức mạnh vượt trội đang hình thành nên các siêu bão, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người, nền kinh tế và cơ sở hạ tầng. Hậu quả là thiệt hại do những cơn bão này gây ra không chỉ lớn mà còn làm cho việc phục hồi sau thiên tai trở nên phức tạp và tốn kém hơn, đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Theo thông tin từ Earth.org, vào tháng 5 vừa qua, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA đã đưa ra dự đoán về số lượng cơn bão trong năm nay ở khu vực Đại Tây Dương. Với khả năng cao hơn mức bình thường, dự đoán này xuất phát từ sự kết hợp của nhiệt độ đại dương gần kỷ lục và sự phát triển của hiện tượng La Nina ở Thái Bình Dương, yếu tố có thể ảnh hưởng đến điều kiện khí hậu toàn cầu. NOAA đã ước lượng rằng sẽ có khoảng 17-25 cơn bão được đặt tên trong năm nay, trong đó 8-13 cơn bão có khả năng trở thành cuồng phong và từ 4-7 cơn bão có thể đạt đến cấp độ siêu bão. Nếu những dự đoán này trở thành hiện thực, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, năm 2024 sẽ đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp ghi nhận số lượng bão cao hơn mức bình thường. Điều này không chỉ đặt ra những thách thức lớn cho các quốc gia trong việc chuẩn bị và ứng phó với thiên tai, mà còn tạo ra áp lực lớn lên các hệ thống hạ tầng và cộng đồng, khiến cho việc ứng phó trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng sự gia tăng tần suất và cường độ của các cơn bão không chỉ là một hiện tượng tạm thời mà có thể trở thành xu hướng lâu dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp diễn. Điều này khiến cho nhiều khu vực, đặc biệt là những nơi dễ bị tổn thương như vùng ven biển phải đối mặt với rủi ro cao hơn về thiên tai, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người. Ngoài ra, việc gia tăng số lượng các siêu bão và cơn bão mạnh cũng gây ra những mối lo ngại nghiêm trọng về an ninh lương thực và nước sạch, khi các cơn bão có thể phá hủy mùa màng, hệ thống cấp nước và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt thực phẩm ở nhiều khu vực. Hệ quả là nhiều cộng đồng có thể rơi vào tình trạng nghèo đói và khan hiếm tài nguyên, đẩy mạnh sự phân chia giàu nghèo và làm tăng gánh nặng cho chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ và phục hồi. Những nghiên cứu từ dự báo từ các tổ chức hàng đầu như NOAA và WMO không chỉ giúp nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các chiến lược ứng phó với thiên tai hiệu quả hơn. Điều này bao gồm việc cải thiện khả năng dự đoán, tăng cường cơ sở hạ tầng để chống chịu với thiên tai và phát triển các chương trình giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao ý thức về nguy cơ thiên tai. Trong số 10 cơn bão nhiệt đới xảy ra ở Đại Tây Dương gây thiệt hại lớn nhất thế giới được xếp hạng, đứng đầu là cơn bão Katrina năm 2005. Cơn bão này đã tấn công thành phố New Orleans của Mỹ và các khu vực xung quanh, khiến 1.392 người thiệt mạng. Thiệt hại ước tính là 186,3 tỷ USD. Tiếp theo là cơn bão Harvey năm 2017 gây thiệt hại kinh tế 157 tỷ USD. Và cơn bão Maria năm 2017 gây thiệt hại 112 tỷ USD. Ở Thái Bình Dương, cơn bão Doksuri năm 2023 gây thiệt hại hơn 28 tỷ USD, chủ yếu ở Trung Quốc. Tiếp theo là cơn bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản năm 2019, gây thiệt hại 18 tỷ USD.